kênh nhỏ mà lục bình không chúng ta phát hiện gì vậy trước thôi chưa quen với được con cò tiếp cái nhà ơi nhiều quá cái lóc á đó đi anh em đi xóa rồi cái nhà ơi dính được 2 con rồi ở đây nhiều lắm dính con cái nhà đây mới bắn được cái nhà mới bắn được quá bự rồi đi tiếp thôi nha. Thành quả bữa nay là của anh em đây. Dạ em chào cả nhà đang xem kênh Hòa Thanh Châu Phú ạ. Chào cả nhà. Hôm nay mấy anh em sẽ đi sâu ếch với săn đêm nha cả nhà. Trên cánh đồng này nè. Trên cánh đồng này quá trời ếch nó kêu rồi. Anh em chuẩn bị đi săn đây. Kết quả ra sao thì mời cả nhà theo dõi tiếp video nha. Đi anh em ơi. Ai quả rộng rồi? Có rộng đâu. Quả rộng thế. Đâu rộng đâu. Vô mấy cây người. Nó bên kia đi trước đi, bên đây mình đi sao tại mình đi trước cái động bên kia sao bắn chết được hết ngồi trên bờ coi cái kỹ vô đây mấy cái cây này nè đó. Trước chứ bé lùng đang đi bên kia cả nhà đó. Em với anh Toàn thì đi bên đây săn trên cái kinh này nè cái kinh nhỏ mà lục bình không đồng này thì cắt hết chân rồi rắn nằm mũi rồi kỹ chứ cái lùm này rắn nằm nhấp lên nguyên lục bình đó rắn nằm ở đây cho nó nghe giỡn kỹ vô cố chuột nữa không có lụm nó rồi có là cái dĩa đó sao thoát nổi nó cái gì nhái nằm hiện gì kìa trước phát hiện gì nha gầy dễ rồi mình săn trên mấy cây này nè cả nhà có chuột cái này trên cây á xong lấy nặng thun mình bắn còn anh Toàn cầm nặng thun sẵn nhẹ nhẹ thôi anh từ từ thôi dính vô chưa trước cái gì á đâu 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 vô vô cái nhà xem coi trước để coi từ từ quá đã cả nhà mới vô dính được con cò rồi à coi thì đám đâu hả thì tôi gái vô 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 nãy rộng nè ra luôn nó còn dục rộng quá nha vô 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 cái nhà ơi đó chưa quen dính được con cò nè anh dục rộng quá nè bên đây nè luôn đi mới quên thế đầu dính con cò anh cả nhà nhiều ngon anh Toàn ha rồi nó nhỏ lại quên cái miệng em la làng quá ai có cò nha la làng quá nhà cò bay chứ đi trước đi anh đi trước đi nói làm sao đi chậm chậm thôi cho bên kia đi trước thì mình đi sau á anh chào xem tiếp em nha. Đấy, phát hiện ra mà em thấy cái nhà coi phụ em.
Nhưng coi kỹ kỹ mới làm mi mình coi kỹ kỹ thôi. Sợ mấy con cá bò nhẹ nhẹ nhàng mình đâu thấy được. Dính đủ nữa hả? Chị nói con này nhiều lắm mới lấy quý chuột hả? Kìa, động quá, chắc cái này động. Đây, đi qua anh kia luôn đi. Giấu người khu này nè. Ừ, đi nha. Ừ, giờ nhảy xuống cái tấm luôn. Được, cái đường nhảy nổi lát thôi. Nó tấm này em đây. Đi, con bên kia luôn. Em lúa cắt cái chân này này. Đi từ từ thôi. Nè, vô nhìn em nè. Vừa này có đó, nó lúa cắt cái chân. Ừ. Nhẹ thôi, đèn mình mua mà nhận yếu lại quá. Lớn quá. Bay chưa? Đi sâu sâu trong có cục bệnh. Chạy xe thẳng như trong YouTube em. Rồi sao đây? Thẳng chạy xe cho nó động. Sao nó động còn ma đi nhìn em đi qua đường không nhở? Ừ, nó rắc lúa rồi mà làm chỉ mình đi trước ngay cạnh. Đi theo cái đường này được không? Tiếp cả nhà ơi. Cái này. Còn nhiều có cái lóc á. Có một này nè. Cái lóc á. Ừ. Đúng rồi. Con cá lóc không anh? Bọng này nè quý, bọng này luôn. Con gì chạy giống anh lên đầu đi chưa giống. Dạ. Dạ giống con gì chạy giống à? Cá lóc không? Con nó chạy qua đây nè, cái đường bên đây nè. Chạy qua đường bên đây nè. Thấy không? Ở ngay cái tay nó, tay phải nó vượt ngang qua nó.
thấy không? Ở đây nó có cái đường nước đó nha. Tiền đấy nha, mà không đợi không bắt, cái này mình đi săn mà, không, có mì gì không nè, bỏ luôn vậy, à, tháng đi, ông mua cái lát luôn, không, hơi dữ rồi không, ừ, lên đi, dính nó anh Toàn. Có, đâu đâu ở đây anh em đi xóa rồi cả nhà ơi, đây nè dính được hai con rồi. Rồi đi thôi, giờ anh em chuẩn bị xóa hết bên kia lục như trước mang đi xôi ít bự không quý đâu bên bên này nè, bên đây nè, bên đây kêu dữ lắm hai con à, ừ ít bự không đừng nhá cầm máy lùm ừ. Ở đây nhiều lắm phải không trời? Ờ đúng rồi. Đi mình tiếp cả nhà ơi, chứ có dính được con nữa cả nhà. Dính dứt hả? Đâu? Nhái hả? Ờ nhái là bươi không? Đi đâu 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 gặp đó dính con nữa kìa quá trời bé lùng rồi ít nhiều lắm vui nhái hả trước đây 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 anh Toàn ơi dính rồi nó dính rồi kìa Toàn nó dính rồi kìa nhà nó đi bắt tết đi đi đã không con gọi gọi kỹ nha lùng trốn cho mấy á lùng 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 đó này lùng đây nè 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 nghe đèn anh nè chạy bá luôn nè cầm cầm nè 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 nghe đèn anh nè thấy không dừng chạy đi nha đó 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 cốc hả cốc lùng 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 ăn mối ăn mối dạ. Ăn mối ăn mối dạ. Nghe nhà bự uống nua dạ. Nè 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 nghe đèn anh nè nghe đèn anh nè trời ơi nhái hâm ngôn mà nó có được đâu nó nhỏ là nó đâu có bốn con cả nhà nãy giờ cái bắt cái nãy giờ cũng có hai ba chục con nãy á không nhỏ không có lọt hết trơn hả nó lọt hết trơn rồi đâu mà đâu có đâu vậy ngon quá cái gì dính gì chứ ừ dính cái lóc cả nhà ơi đây mới bắn được cả nhà mới bắn được luôn vô 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 rộng hôm nay săn này có đủ thứ luôn cả nhà ơi ếch rồi chim bò cá lóc luôn ngủ mấy hả quá rồi cả nhà cầm như muốn đơn đó thì về họ đi tiếp anh em ơi đi cò nằm chỗ này cả nhà ba cái tiêu thôi trước bắn còn gì trước bắn còn gì à chứ bắn được con gì nữa cả nhà gọi cả nhà xem coi con gì nó kêu tôi la âm sùm cả nhà cái gì á trời ơi ếch trời bá luôn cả nhà đâu gọi cả nhà xem trước
đó, quá bự cả nhà ơi. Ok, đi qua đây về luôn hay là đi bệnh nữa? Bắn vậy cục bình, ngồi cho ngồi trên cục bình. Sớm này. Ok, ngon quá. Bắn lắp bự gì không cả nhà? Đâu này sao quá cả nhà, con cỏ lại gần gần cho cả nhà coi. Có được lá bự quá cả nhà luôn. Đây cả nhà. Quá bự rồi. Chụp tay nha. Gì? Được kêu hả? Rồi đi tiếp thôi anh em. Chính là hàng lưng này. Chạy xe đi, đi ra ra bắn kiếm cỏ bắn cho dẫn. Tôi mấy anh em cũng chuẩn bị về đây cả nhà ơi. Thành quả bữa nay là của anh em đây. Đó. Được cỡ ký hết không ta? Ký không? Như con cá lóc, như con cò. Rồi cảm ơn cả nhà đã theo dõi video nha cả nhà ơi. Anh em chuẩn bị về đây. Rồi hẹn cả nhà là những clip. Hẹn cả nhà là những video tiếp theo nha cả nhà. Bye bye cả nhà. Bye cả nhà. Về thôi.